Oh my god, finally. Duy Ngân và Cindy xin kính chào mọi người đến với chương trình tâm sự tối thứ tư. Và tối ngày nay, what's new? Oh my god. Well, it's kind of new, kind of old, but the new today is that we're going to talk about hybrid gel. Cái này là khoảng mấy tháng mình nói rồi. 2 tháng 2 rồi. Nhưng mà thực sự là nó là một cái new service tụi em. Cái này là một cái dịch vụ mới mà mình đem vào trong tiệm và thấy là khách hàng họ đang rất là thích. Cho nên em mới nói là mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ rộng rãi ra để cho anh chị nào mà ở những cái thành phố giống như là ở downtown này kia đó thì có những khách hàng họ khó chịu hay là những khách hàng họ cần cái đồi natural, muốn no smell trong cái tiệm đó, cái này là perfect for your salon. Dạ, nghĩa là tiệm mình sẽ không có acrylic, không có bóng bột trong tiệm. Và nếu mà mình bỏ luôn cái dịch vụ móng bột hay là móng dài đó thì nó rất là uổng, tại vì đó là một cái nguồn income rất là lớn cho tiệm. Cho nên là tụi em sẽ đem tới một cái sản phẩm hybrid gel là mấy anh chị sẽ làm được tất cả mọi thứ luôn. Chẳng những you love it, khách hàng love it, nó là thợ cũng love luôn. và khách hàng trong 2 tháng nay thì tụi em quảng cáo về cái này rất là mạnh trong tiệm thì đa phần tụi em thấy được là cái số lượng khách hàng mà họ tự đeo dripping đi. Nhưng mà dripping thôi nó vẫn chưa có phục vụ đủ cái nhu cầu của người ta, tại vì dripping thì khó để làm bóng dài. Nói là khó thì làm một lần thì nó dễ lắm, nhưng mà giống như keep up every time, mỗi lần tới là làm bóng dài á thì bóng dài nó phải dày, mà mỗi lần tới phải soak up, cho nên là hết ngâm vô acetone rồi mình wrap nên nó thích quá long. Cho nên là nhiều khách họ cũng không có thích làm tiếp bình bóng dài. Cho nên từ đó tụi em sẽ chuyển những người khách hàng tiếp bình bóng dài hoặc là tiếp bình design, hoặc là những người muốn làm móng deep nhưng mà họ lại không có thích cái vụ mà ngâm lâu hay là mỗi lần tới là phải ngâm, thì mình chuyển hết tất cả những cái khách đó qua hybrid gel, nó vẫn healthy cho móng khách rồi không có làm tiệm mình bị hôi. Tại vì em biết là tới bây giờ cũng rất là nhiều tiệm đang muốn không có làm acrylic trong tiệm đó chị. Phải rồi, tại vì cái mùi hôi này nhiều khách đến vô cái tiệm mình nói wow, it feels so natural, it smells good and organic and no odor, so I say okay, we have the perfect solution. Và tại vì mình xài hybrid gel, that's why. Bây giờ là nếu mà ở Tampa trong cái vùng downtown á, nói về hybrid gel thì khách hàng sẽ nhắc tới tiệm của em, tại vì hình như là xung quanh đây chưa có tiệm nào nhiều làm về cái hybrid gel rất là ít. Phải giữ cái secret. Phải giữ cái secret. Mình secret chứ thì nãy giờ lên line nó làm không xong mà secret cái gì. Nó là lên đây thì tụi em cũng muốn chia sẻ ra để tiệm nào mà nó giống, nó là cái signature giống như là tiệm của em là natural salon or spa environment. Thì có thể là carry cái dòng này để nó không có ảnh hưởng tới những khách hàng khác, không có ảnh hưởng tới mùi hôi hoặc là khách hàng khó chịu về cái mùi hôi. You know, nobody got the allergic reaction too, because sometimes cái dipper cut nói cho mình nghe là cái skin của nó sẽ shrink, nó sẽ cold quá. Tại vì dipping also is like glue, phải không? So cái này for customer mà nó wear a lot of time, dipper nó muốn đổi qua cái khác đó, nhưng mà nó không muốn làm natural manicure thì mình phải quảng cáo cái hybrid gel cho nó làm. Cho nó đeo. Sorry, cái Vietnamese never improved. Still not good. Nhưng mà cái này là Cindy, tại vì em biết là Cindy là người trực tiếp ở trong tiệm để mà nói chuyện với khách nhiều về cái hybrid gel. Em thì chỉ là part time thôi. Lúc nào chủ cho đi làm thì đi, không chủ cho thì ở nhà. Cho nên là khi mà mình vào trong tiệm, em muốn hỏi về cái cách chỉ advertising với khách làm sao? Vì mỗi người một cách khác nhau đúng không? Yes. The first one I recommend là mình phải có cái bảng nhỏ hay lớn, it doesn't matter, nhưng mà mình phải để mấy cái chữ này là odor free, nó là lightweight, so nó không có nặng, nó đeo nó không có nặng lên cái tay của khách, and nó the damage free nữa, là cái này nó không có bị hở. Oh, damage free. Very important to say damage free, and it's naturally beautiful. So mình đeo xong đó, mình thấy nó rất là natural, nó không có giống bột, nó look thick and heavy. So cái advertisement là now can you say when you buy we send them a PDF file? Okay. Khi mà nếu mà ai mà đã có cái set này rồi đó mà chưa có biết cách advertising trong tiệm đó thì mấy anh chị cứ email vào New Job hoặc là nhắn tin tụi em thì tụi em sẽ có cái PDF file để gửi qua email cho mấy anh chị in.
Thì bây giờ cái thời buổi bây giờ thì mình sẽ không không có in cái poster ra để mình gửi nữa. You don't need to, tại vì tiệm của mình nó có poster rồi, cái này là bản trên bàn nè. Với lại cái khi gửi cái PDF đó thì tùy tiệm mấy anh chị, mà mấy anh chị có thể in ra cái size tùy lớn nhỏ. Mình muốn nhỏ gọn trên bàn thì mình in size nhỏ, mà mấy cái này thì ra ngoài ở festival là nó đã có in cho mình rồi. Yeah, another way to advertise that là tốt nhất là mình xong khách mình chụp hình, mình bỏ cái logo của cái tiệm của mình ở trên cái bảng này nè, and then có một cái description là hybrid là cái gì, so khách vô nó đang đợi nó sẽ đọc cái này. Even though nó làm hẹn cho dip hay manicure, natural manicure, nó sẽ đọc cái này là oh, what is hybrid gel nails? And then so what's in hybrid gel nails? Basically, hybrid gel nail is a enhancement. It's gel product and it's odor free. It's natural. Mm-hmm. Good for your nails. So gel. When you say chị nói gel product thì nhiều khách hàng họ nghĩ nó giống như gel polish rồi kia. I say it's a combination. So that's why we come with the name hybrid. Hybrid là mean two. So combination of powder and gel product. Okay, nghĩa là nó nằm giữa gel và bột. Right, so that's why tiếng Mỹ hybrid là mean two of something, right? So that's why powder and gel. So if they ask you, then you say it's a nice combination and it's odor free, it's strong enough, and you can also do a fill. You don't have to take it off every time. So kind of that's one key word that I use is you can fill over and over again, just like acrylic but with no chemical. So they really like that. Yeah. Đó là cái cách mình quảng cáo, tại vì em biết là nhiều người đã xài qua cái sản phẩm này rồi, khách hàng bên Eo Chớp á. Nhưng mà mấy chị cũng chia sẻ là cái cách để mà mình nói với người khách, mình quảng cáo cái sản phẩm mới với người khách rất là quan trọng, mà không phải là thợ nào cũng chịu quảng cáo, cũng phải là thợ nào cũng biết tiếng Anh giỏi để mà quảng cáo. Cho nên phải có những cái nào mà mình nói căn bản thôi, giống như những cái keyword á, mình chỉ cần nói cái từ là khách hàng họ phải hiểu. It looks like acrylic but it's less chemical, there's no chemical, no smell, and it lasts just as long. So because a lot of people not compare you. We can say less chemical. Yeah, less chemical. Anything, no anything smell. Is chemical now. Right. But if you compare, you know, raw lemon oil, it's like acrylic, but it's better because it's less chemical and it's not damaging to your nails. Okay. Yeah. Em xin chào mấy anh chị nha. Nãy giờ là em với Cindy vào lâu lâu bắt được Cindy lên đây ngồi, là hai chị em cứ ngồi nói nhiều quá. Em không biết là ở trên cái live của mình hiện giờ có ai đang sử dụng cái hybrid gel này trong tiệm không, và mấy anh chị có cái feedback gì từ customer không. Và hôm nay chút nữa đây thì em sẽ làm cái video để mà hướng dẫn cái cách sử dụng từng step by step, tại vì trong thời gian qua cũng nhiều chị xài xong làm chụp hình gửi cho em nói là thích quá, làm cái này rất là dễ hơn bột rất là nhiều, tại vì nó không có khô. Nhưng mà cũng có một vài khách hàng là nói là làm nó tróc dễ quá, thì khi mà hỏi ra thì mấy chị là follow cái cách làm cái step của mình á, nó chưa có đủ cái step của mình. Nếu mà mình bỏ đi một step thì đương nhiên là một cái sản phẩm nó cũng sẽ dễ bị hơn, dễ bị chóc, dễ bị gãy rồi này kia. Thì tí xíu nữa em sẽ chỉ chi tiết cái cách làm. Và cái này khi mà mình làm cho khách là cứ 2-3 tuần họ quay lại họ feel, thì mình làm sẽ y chang như acrylic vậy đó. Tí xíu nữa em sẽ làm cho mấy anh chị coi nha. Có chị Xuyên Lê hỏi giống nano gel hay không, cách xài, cách sử dụng, cách làm giống nhau mà giá thì khác nhau nhiều. Tại vì mỗi một cái dòng bên nano gel thì mua về màu thì mấy anh chị làm màu lên trực tiếp luôn, còn cái hybrid gel của mình hiện tại là clear thôi, giống clear bột giống như là bột clear vậy đó. Có một cái foundation, cái này là cái foundation của mình là kêu là hybrid clear gel. Yeah. So you can put anything over. Dạ đúng rồi, khi mà em quảng cáo với khách á thì em quảng cáo khác chị tí xíu, nói tiếng Anh dở mà nó nhiều lắm. Thì em cũng nói là nó between acrylic and gel, so it's strong enough for you to wear long nails or for you to work hard with your or even yeah. just natural overlay. Yeah, similar bây giờ overlay của hybrid và body line luôn. So you can also recommend for natural nail clients too. Đúng rồi, not just for long nails. Yeah, and khách họ có thể họ không muốn xài gel, giống như họ không đủ tiền xài gel á, thì you can wear regular polish or you can wear gel. And it's easy for you to change to different color. Right. Giống như hôm nay làm, tuần này làm không thích, tuần sau có đổi màu mình vẫn đổi màu bình thường rất là dễ. Mình giữ cái hybrid ở dưới. À
đang chờ, có người đang nói là đang chờ nail job gửi sample xài thử. Ok, có luôn em Mai. Em Mai chỉ cần nhắn tin cho nail job là có liền. Cái này nếu như mà mình đem vào trong tiệm của mình advertising cái gì cũng vậy, mỗi một cái service lúc đầu á, khi mà mình đưa vào trong tiệm mình nó là một cái service mới thì đương nhiên nó sẽ cần mình nhiều thời gian hơn để mà mình advertising. Giống như hồi xưa deep đó mấy anh chị, lúc mà đưa vào tiệm á, chính bản thân em cũng biết cắt quảng cáo deep làm sao luôn, không biết kêu là deep powder, deep nail, deep cái gì nữa. Dạ, thì mình nói deep powder, khách hỏi cái deep powder, deep powder là cái gì thì mình cũng chỉ nói đơn giản thì nó healthy, mình cũng deep thôi chứ không có xài liquid rồi này kia. Thì khách họ cũng cho cái cơ hội để thử. Thì cái này cũng vậy, thời gian đầu thì mình sẽ phải quảng cáo, nhưng mà sau khi khách xài rồi, khách thích thì mình không có cần phải quảng cáo nữa. Hoặc là bây giờ social media thì mình có thể chụp hình bỏ lên Instagram. Lần nãy mình có 3-4 khách vô, nó nói là nó thấy Instagram, social media, nó bấm vô natural nails and then em bỏ vô hai việc đó and then they see right away đến tới đây. Dạ, cái này mà không những riêng là khách trẻ mới làm đâu nhé, những khách đứng tuổi và khách lớn tuổi luôn là xài cũng nhiều. Tại vì tiệm này thì khách trẻ tương đối là ít, đa phần là manicure, gel, deepening thôi và thêm cái hybrid này nữa. Thì những khách mà lớn tuổi họ tới họ đeo móng thiệt của họ đó, nhưng mà móng người ta mỏng, lớn tuổi thì cái móng người ta mỏng cho nên là người ta cũng cần một cái gì đó để nó cứng hơn, nhưng mà họ cũng không có thích deep. Em cũng có quảng cáo deep nhưng mà không thích. Đeo gel polish, hai ba tuần nó tới nó là manicure xong nó vô đó nó phải soak off gel là manicure and then put back gel polish, nhưng mà nó saves so much time, nó muốn cho nó last long nhưng mà nó không có cái thời giờ. Để tới every 3 weeks it sit for 1 hour, 1.5 hours, so em kêu nó họ thử hybrid gel overlay đi, lát rồi next time mà vô đó thì mình làm just gel fill, hybrid fill and gel polish and they love it. Ok, save time. Nghe hấp dẫn quá hả? Rồi bây giờ mình bắt đầu để làm demo đi ha. Thì em sẽ làm demo trên 5 ngón tay cho mấy anh chị coi cái cách mình làm với móng ngắn làm sao, móng dài làm sao và design làm sao. Mình có thể làm tất cả các design với hai bịch keo luôn. Thì giống như em nói á, cái này là cái clear cho nên là mình sơn bất kỳ màu nào lên cũng được và mình làm mẫu design nào lên cũng được. Và cách làm thì nhanh lắm. Bây giờ sẽ bắt đầu nha. Trong lúc mà chờ đợi thì chắc em cho mấy anh chị coi cái bảng giá menu của cái hybrid gel của chị em luôn. Tại nó là một cái service luôn rồi đó, chứ không phải là một cái loại product không, nó thành một cái service trong tiệm luôn rồi. Dạ, so bây giờ để Cindy quay cái bảng menu của cái tiệm mình ha. So see, cái nail của Cindy là đeo là overlay, nhưng mà em bỏ cái foil design rất là đơn giản, but cute natural. Okay, so here thì em list là natural manicure, pedicure. Ở dưới này là mình kêu là add on. So mình add on my cái service. So I cái tiệm mình cũng sẵn mà làm dip gel, dip powder. But here I have hybrid gel overlay natural nails. Cái giá tiệm mình lấy là 45 đồng, nó include cuticle cleanup. Ở dưới này thì hybrid gel full set with extension mean là mình sẽ gắn tip lên để cho nó dài. So bây giờ em start là 55 đồng trở lên include cleanup. So any hybrid gel service ở tiệm nào I recommend là mình clean cái cuticle của họ luôn, vô cái giá là together, so họ không cần choose muốn clean up hay không clean up, mình sẽ làm cho nó để cho nó sạch sẽ, like, thấy nó đẹp. So feel what mình start là $40 and up. Okay, so custom giá tương đối rất là cao tại vì nó là dịch vụ mới. Yeah, hybrid gel custom full set, cái ý nó là mình muốn làm cái gì thì làm, mình làm design include, mình làm dài, mình làm ngắn, it doesn't matter. Họ biết cái giá là nó start là $65 and up. Sorry ha, nhưng đang cười Cindy nói tiếng Việt. Okay, here's the other one I show you earlier. This is the sign and it just explain là what the hybrid nail service is. This is also on the website. So if anybody muốn cái description nó mình gửi nó by email as well. Okay. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu bỏ cái phone lên để mà set up cái live cho mấy anh chị ha. Cho em một phút để mà mọi người có thể coi được cái cách làm của mình.
À, cái này thì mình làm dễ hơn là bột nhiều, cho nên nếu mà mình muốn train thợ để mà họ làm á thì chỉ cần thợ mà biết dũa tí xíu thôi, làm treo biết dũa tí xíu thôi thì họ sẽ làm dễ lắm. Nói chung là làm cái gì để cho thợ họ họ làm dễ dàng là dễ là khỏe hả, tại làm khó thợ quá là mình không có tiền. Ok rồi, ở đây có tay người mẫu, tội nghiệp người mẫu mới vừa tháo bột ra luôn. Ở đây em trong cái set của mình á là mình sẽ có base top, một cái brush đi kèm, một cái hũ tap solution. Cái tên của cái sản phẩm này là tap, đọc viết tắt là tap, là hybrid gel. Hybrid gel là cái tên để khách hàng họ hiểu nó là between giữa hai cái bột và gel. Và cái tên đó là tap thì có người dịch lại là take over acrylic powder. Khi mà khách hỏi trong tiệm thì mình dịch lại vậy cho khách họ hiểu là cái này nó giống như acrylic nhưng mà nó replace và nó healthy hơn acrylic. Nghe thì nó funny nhưng mà nó rất là hợp lý. Lúc nào em cũng có một cái hộp vậy nè để cho mình xài xong cái mình dục trước mặt khách, tháo ra dục trước mặt khách cho họ feel safety á. Rồi cái cây brush này á thì mình trong set của mình cũng có, mà cái set hiện tại của mình đã hết rồi, cho nên là mình có thể mình xài cái pusher khác để mình làm cũng được ha, quan trọng là năm món này của nó. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu, mấy anh chị coi nếu mà không thấy thì nói giùm em để em chỉnh ha. Nè mình đẩy cái cuticle của người ta lại, em sẽ zoom gần lại hơn để cho mọi người thấy rõ nha. Mọi người nhìn thấy rõ không? Mình đẩy lại từ từ nè, đẩy lại cho cái cuticle người ta. Sau này là lúc nào em làm cái gì em cũng đẩy lại vậy nè, cho cái cuticle người ta nó sạch đó. Và khi làm vậy chút nữa mình làm xong mình cut cuticle đi nó cũng dễ lắm mấy anh chị. Cắt cái da ở xung quanh nó cũng rất là dễ cho mình. Rồi sau khi xong á, thì mình sẽ gắn tiếp ha. Thì mấy anh chị gắn cái tiếp nào cũng được, ở đây em có cái tiếp nhọn thì em gắn tạm cái tiếp nhọn. Hope you don't have a last customer tomorrow. Cái này là cô last order trong tiệm của em á, tối nay xách lên đây làm rồi ngày mai mà có khách last là coi như xong luôn á. Phốt con mắt ra. Okay, you want me to do short nail on index finger? You work more on that finger, right? The same, okay? Put the eye I know you professional with long nails. Khi mà mình gắn cái này, cách làm đó mấy anh chị, nó y chang như là mình gắn và mình làm cho bột thôi, không có khác gì hết á. Cho nên nếu mà ai mà đã làm bột rồi bước qua cái này sẽ không bị bỡ ngỡ. Tại cách làm của mình tương đối cũng giống như vậy. Có cái là nó dễ hơn cho thợ mới á, làm bột thì nó khô nhanh, đôi khi mình phải move cái tay mình nhanh, không thôi nó khô mất đi, còn cái này thì nó sẽ không có khô trừ khi nào mình hơ đèn. Vậy là xong cái phần gắn bóng của mình. Rồi bây giờ lúc này thì mình có thể mình dũa luôn một lượt ha. Thường á thì em sẽ dũa luôn. Mình sẽ dũa luôn cái mặt móng nữa, cho nên là mình đợi gắn gắn cái móng lên xong rồi. Dũa cái đi cò cho sạch. Và cái mặt móng luôn.
Cái này thì mình dũa cho nó sần vừa thôi, chứ mình không có cần phải dũa nhiều quá, nó sẽ mỏng móng của khách nha. Tại vì mình muốn móng của khách healthy á, cho nên mình dũa ít thôi. Nếu mà khách nào mà khó chịu quá mà chỉ muốn buffer thôi đó, thì mình vẫn có thể buffer được bình thường. Cũng quan trọng là cái cuticle của mình, xung quanh cuticle là cái phần mà nó có dễ bị chóc hay không ha. Rồi, sau đó thì mình phủi cái bụi đi nè. Rồi tới bước này là mấy bước quan trọng nè mọi người, đừng có bỏ mấy cái step này giúp em nhé. Mình sẽ có cái đèn, đèn hơi treo. Rồi trước tiên là mình sẽ xài cái beige gel. Mấy anh chị nhìn rõ không? Ok, I think I need to take the towel. Mới thấy, take it out. Dark towel. Ok, rồi được rồi. Rồi em sẽ xài cái beige gel. Và khi cái beige gel này thì mình sẽ đi nguyên móng nha mấy anh chị. Sơn cho nguyên móng luôn. Sơn như là sơn treo bình thường vậy đó, đừng có để nó tràn cuticle giúp em. Cái này làm móng này là móng móng dài, nếu mà là mình làm móng ngắn nhanh lắm, làm mà không cần dán tiếp nữa trên móng thường để mà natural nail, để khách hàng họ build cái móng của nó họ khỏe hoặc là dày hơn chút đó, làm tích tắc là trong vòng em nghĩ là 15 phút là đã xong bộ rồi. Ok, rồi sau đó mình sẽ cho hơ đèn ha. À, chị Hiền ơi, mình mua cái móng tip này trên Nail Job á chị search extra long nails là ra. Rồi trong cái base của thằng tab này đó thì nó có primer and bonder together trong đó rồi. Cho nên sometime đối với một số móng khách mà mỏng á, thì giống như khách mà móng mới tháo ra hoặc là mỏng quá đó, thì lúc mà mình bỏ dầu đèn mình hơ có thể là nó hơi burn tí xíu, thì khách họ lấy tay ra rồi họ bỏ ngược lại thì nó sẽ hết burn. Cái đó là cái mà bình thường mấy anh chị biết fix cái đó đúng không? Nếu mà họ bỏ dầu mà bị burn thì mình lấy ra xong bỏ dầu liền là nó sẽ hết. Đối chỉ có trường hợp mà móng mỏng quá thì mới bị thôi, còn móng bình thường thì sẽ ít bị cái trường hợp đó lắm, tại vì nó đã có primer sẵn trong đó rồi, cho nên là nó sẽ dễ burn hơn chút xíu. Rồi ở đây em sẽ chuẩn bị miếng khăn giấy. Và cái tab này là alcohol solution, là mình không cần mua liquid, không cần tốn tiền liquid. Mình đi qua bên Walmart, Walgreens ở đâu cũng được, ghé ngang mua bình alcohol 91%. 91% giúp em nhé. Trên 70% là được, đừng có lấy cái 70. Thì cái hũ này mình sẽ đổ alcohol vào trong này. Cái này mình làm cái này nè, em thích cái là cái tiệm của mình cái mùi nó sạch lắm. Nó giống như là alcohol thì cái mùi của nó clean, mà xài để clean up rồi đó thì nó nghe cái tiệm của mình nó sạch sẽ lắm, nó không có bị hôi mà nó lại còn thơm, nó mới là cái quan trọng. Rồi cái này nó sẽ có hai đầu, một đầu bằng sắt là để cho mình lấy cái hybrid gel lên, và cái đầu kia thì nó là cọ để mình quét. Thì mấy anh chị push đây nè, móng mà dài á thì mình sẽ lấy nhiều hơn. Em có khách hàng từ hướng Bắc đó, họ đi xuống đây, họ lên Instagram của mình, họ thấy hybrid gel, hai mẹ con tới làm luôn hybrid gel mà làm form nha mấy anh chị, chứ không phải là làm tip nữa. Họ muốn làm form
làm ra một bộ là thành, bữa đó em tính bộ đó cuối cùng ra 75 đồng, rất là ngon. Tại vì nó là treo mình càng dễ nữa, mình chỉ đi một lớp nền thôi. Ok, rồi. Cái tay người ta nghiêng thì nó có thể nó bị nghiêng qua một chút, cứ kệ nó. Đè xuống cho nó nằm xuống vậy nè. Rồi dùng cọ nhúng vào trong cái alcohol solution của mình ạ. Nè, đè cho cái phần này nó nằm sát xuống nè. Nên chị thấy không, cái phần cuticle mình muốn nằm sát, đè cho nó nằm sát xuống. Xong tới cái phần giữa nhẹ nhẹ tay thôi, nhẹ nhẹ tay thôi, để mình build cho nó cái độ dày. Rồi mình cứ vuốt đều đều xuống thôi mấy anh chị. Khi mà mình cảm thấy hơi rít á thì mình cứ việc lấy thêm alcohol vào trong cọ và cứ quét đều đều đều. Cho nó đi xuống hết móng là được. Rất là dễ phải không? Ngón này cho nó nằm xuống. Rồi qua ngón này cũng vậy, đẩy cho nó nằm xuống. Cái phần giữa của mình á, mặc dù là làm treo, làm bột, làm gì cũng vậy, cũng phải nhớ là cái phần giữa của mình lúc nào cũng phải làm dày hơn, để cho nó có cái độ chắc cho cái móng của mình. Anh chị thấy làm dễ không? Cái này là em làm móng dài mà nó còn vậy đó. Hôm nào mà em có khách nào dễ dễ trong tiệm á, mà móng ngắn á, em sẽ xin làm like cho mấy anh chị coi. Bởi vì tiệm chỗ này khách nó cũng hơi khó chịu, khó tánh lắm. Khách khó tánh cho nên mấy anh chị biết là tiệm là chỉ natural, gọi là natural salon thôi là vậy á. Không hề có mùi mạnh strong chemical. Thiệt là trước đây á, khi mà mình chưa có cái hybrid nè, thì tụi em cũng phải nói là tiếc lắm, tại vì khách hàng mà đeo móng dài mà mình bỏ đi á, mình bỏ mất đi cái lượng khách đeo móng dài, hoặc là khách họ không chịu làm deep mà họ tìm cái sản phẩm nào mà phù hợp hơn á, mà mình không có thì mình cũng tiếc là mình mất người khách đó, hoặc là mất đi cái service đó. Anh chị biết khách ở đây nhiều khi khó chịu mà, nếu mà hỏi trước đây mà không có cái hybrid này làm, không thích làm deep là không làm gì luôn, treo cũng không đeo nữa, cho nên là mình cũng mất đi cái lượng income thời gian dài. Cho tới khi mà có được cái hybrid lại tụi em mừng lắm. Wow, giữ dài vậy luôn hả nhỉ? I know. It's not my nail, you know. No, no. She wanted Cindy. Yeah, so I'm gonna cut them shorter for her so she can do a lash. She says okay, she can use a tweezer. So tối nay em sẽ làm bằng Vietnamese version. And Cindy sẽ làm bằng English version. Tại vì em làm English version em sợ nói xong hỏi không hiểu gì hết. Ok, mấy anh chị thấy dễ không? Nhẹ nhàng. Nó không hề khô nhá. Cho nên là mình có thể chỉnh cái độ dày, độ mỏng tùy anytime, cho tới lúc mình hơi đèn. Cindy để ý là nhưng không có làm một bên kia ha, you go back and forth, so okay. It doesn't matter, yeah. Yeah, mình làm, tại vì khi mà mình làm bên này rồi mình làm bên kia thì nó làm cho nó even hơn. Yeah.
Giống như mà mình có giận ai mà mình đánh á, mình tán bên này là mình phải tán luôn bên kia ăn cái để cho nó even. Cái đó là good idea đó, tại vì không có thì giờ để mess up cái tâm hay mess up cái thiên kỳ, tại vì mình quay nó hoài. Dạ. Rồi. Ok, em thấy nhiều anh chị sản phẩm mới chưa bao giờ. Dạ, mình sẽ hơi đèn 60 giây nhé. Cái này mình feel được, đúng rồi, feel và take off được. Không cần phải take off every time khách tới. Mình feel được và mình sơn gel lên bình thường. Làm bột, chị Hạnh Phạm nói là Hai Ngân chị làm bột 16 năm rồi, bây giờ chuyển sang làm hybrid gel, thích lắm. Dễ đắp không hôi, giờ nghĩ tới mùi hôi liquid chemical thấy sợ, thank you chị. Dạ đúng rồi, cái này nail job bán chị. Thật sự em cũng vậy, em còn trẻ mà mấy lúc mà sanh em bé đó, sau khi mà sanh xong một tháng sau mình đi làm đó, thì mình feel được cái mùi liquid nó mặn, nó nặng lắm. Cho nên tiệm mình thì mình cũng có, tại nhu cầu của khách hàng cho nên là mình cũng có để mình làm. Mà mình có thêm được cái hybrid thì mình né được giờ nào hay giờ đó. Và cái giá tiền của nó thì cũng đâu có thấp đâu. Cho nên đổi sang cái này được, em nói thiệt muốn đổi sang được thì em cũng sẽ đổi sang cái này. Dùng đèn màu hồng được không? Chị Johnny, em đang xài đèn màu hồng đây. Đó. Và tin vui là đèn màu hồng mình chuẩn bị có new design về cho mấy anh chị ha. Vậy là xong rồi đúng không? Yeah. Nhưng can I show you one trick? Yeah. Tại vì bây giờ đó thường thường mình nói là mình phải chùi bằng alcohol phải không? Dạ. Yeah. Sydney mới phát hiện là phải bây giờ đó mình để một cái lớp top gel lên, mình hơ đèn 60 giây nữa, it will seal in cái hybrid cho mình, để mình vũ nó không cần, nó không có bị dính dính đó. Giống try. Yeah. No, I'll let you try. Bây giờ em sẽ dùng do one top and one alcohol and do the other one white. Em sẽ dùng alcohol phải. You want me to do one top? Yeah, I want to see the difference. It's okay. Feel better when I file. Okay. Yeah. Cindy yêu cầu em làm một ngón cái top rồi mới phao ha, thì đây là cái top của hybrid luôn. Cái này cái option của mẹ của hả? Mọi người muốn you want the middle này. Finger? Oh my god, this girl is a little ghetto girl. Wow, looks so pretty too, huh? Send her back to Vegas, Cindy. The longest finger. Okay. Rồi mình sẽ cái này là cách của Cindy nha. Mình có thể bỏ top rồi giũa cũng được, hoặc là mình không bỏ top giũa cũng được, nhưng mà không bỏ top thì mình phải chùi. Gel này chị khi mà giá của nó bây giờ em không nhớ chính xác, nhưng mà em nhớ chỉ có mười mấy đồng cho một thúp thôi đúng không? 10 25 đồng hả? Mi không có nhớ chính xác giá, nhưng mà một set của nó 70 mấy đồng thôi. Tính ra rất là rẻ, tại vì một bộ á thì tụi em cái giá service của mình làm cho khách cũng là 40 đồng. Mà một cái thúp về mình làm được nhiều bộ lắm. Móng dài thì mình phải tính tiền thêm. Cái nãy em có cho coi cái menu á, cái đó móng ngắn và bình thường của mình là mình tính là 40 đồng, chưa tính tiền treo nhé. 40 là dư phiêu hả? 55 đồng. Cách ẩn hả? Ẩn thì dễ lắm. Cindy sẽ làm trong tuần này ha. Tụi em sẽ cố gắng làm liên tục. 25 đồng một thúp, sorry. Báo giá on sale rồi sao? khác xa chị Thủy Phan, gel builder hồi xưa khó làm lắm chứ không phải không có dễ. Tại vì trước đây em cũng có làm qua gel builder, nó chảy cho nên mình phải control, mình làm lắc qua lắc lại cho đều. Còn cái này là nó hoàn toàn không hề chảy luôn. Nhưng cái menu của mình, tiệm mình nó mình charge là overlay natural nails giống xinh như vậy đó. Cái này là overlay natural nail ngắn như vậy đó là 45 đồng. Right? And extension nó start là 55, so của mẫu bây giờ đó là I would say at least 65 and up for just a tip and overlay. Okay, you heard that? You hear that? Chưa làm design nữa ha. Chưa làm design 65. They don't love 20% tip. Chai thôi là 100. Half off today, one hand. Chưa làm một hand là half off. Rồi sau khi xong đó thì mình giũa nó rất là chắc ha. Em nói thiệt là hồi xưa mà làm gel builder là làm lòi con mắt luôn. Em sợ lắm, em sợ làm gel builder phải nhát luôn. Có thể là ai quen á thì làm ấy, nhưng mà sau này em thấy sau này ít người làm gel builder, ít thợ, ít kiếm được thợ làm gel builder. Nó khó quá, nó chảy quá. Đúng rồi, nó chảy nhiều. Nó nóng thợ, cái nóng cái tay nó giũa da nó khó. Dạ, cái đó không có soak up được, phải giũa.
Rồi. Cái móng nó dài hơn cây dũa nữa mấy anh chị. Tại vì mình tiệm này mình xài disposable, that's why. Tiệm này của mình disposable cho nên là xài cái dũa nhỏ chiếu chiều chiều như thế này. Không có cái móng dài của này nó dài. Kiếm nó dài hơn nhỉ. Nó dài hơn cái dũa nữa. I think it's một giá thôi mà dài hay ngắn hơn giá. Dài giá mắt hơn. Yeah. Okay, so cái móng này thì hồi nãy mình bỏ thấp gel clear, so nó không có difference for cái hybrid, nhưng mà em thấy là mình dũa with thấp gel nó easier. Yeah. It feel better anyway, nó không có bị dính dính. Dạ đúng rồi, chai builder hay bị nóng thai. Cái này nó chỉ nóng đối với mấy khách mà móng mỏng thôi. Móng mà mới tháo ra, tháo bột, rip up bột á, là nó sẽ dễ bị nóng lắm. Tại móng, thực sự móng mà mới tháo ra đắp bột lại nó cũng dễ nóng nữa. Ồ, nhưng hồi nãy mình mention cái này là soak off không? Cái này soak off. Cái này được soak off, bồi nhơi ơi. Sao phải khách đến đòi bộ mới hay gì đó. Mình dũa bình thường thôi, mình cắt nó ngắn, mình dũa cho nó thinner and mình soak acetone and nó sẽ ra nhanh lắm. Thiệt luôn á, là em dũa xong bộ móng này còn hơn là em work out buổi sáng nửa tiếng. Khách tiệm mình là móng dài nhưng mà ít ai làm móng dài vậy lắm. Tại vì khách trắng mà, khách này full trắng, full high end cho nên là ít đeo móng dài lắm. Dạ, yeah, để tuần này Cindy sẽ làm nhiều tutorial của móng ngắn natural. Medium and short. Cái này là Vegas girl cho nên là đeo móng dài lắm. Để chia bài á. Show girl. Show girl. Thực sự là nhân chưa có dũa mà nó thấy nó very good rồi đó. Dạ em chưa có dũa gì hết, chưa có dũa khi đi cò nhiều. Tại vì cái này khi mà mình đắp nó, mình đè nó xuống á thì nó đã smooth ngay cái phần khi đi cò rồi, nó dễ cho mình control hơn là bột. Nếu mà mấy anh nghệ nào mà giàu làm hybrid gel trong tiệm mà móng dài cỡ vậy là mấy anh chị chạc double, tại vì xài hai cái dũa mỗi bàn cây. Tại sao mình không mua cái dài đi chứ? Dạ, tại vì mình muốn giữ cái signature disposable cho nên là xài xong rồi dục. Tại vì dũa xong cái tay này mà muốn không dục cũng không được, nó mòn lẳn hết rồi. Actually, thực sự mình dũa đó nó không có bằng bột acrylic thì nó cứng không phải không? Nhưng mà hybrid nó mềm. So mình dũa mình không cần xài nhiều. Rồi mấy anh chị thấy là em đẩy cái cuticle người ta ngược lại đúng không? Hồi nãy mình đã push cuticle lại rồi. Và khi mình đắp á, nó đã mỏng nằm sát xuống dưới rồi. Giờ mình không có dũa gì hết, mình đi ngang đường để make sure là đừng có bị tràn thôi à. Rồi mấy anh chị thấy rõ không? Yeah, nè em đẩy lại cho mọi người coi nè, lấy cái cây cọ quét bụi, đẩy ngược lại cho mọi người coi ha, để gần qua cái nó lost focus. Yeah. Ngân Khánh hỏi là what's the benefit of using hybrid gels? The benefit compare với service cacker, I would say the benefit là nó không có smell. Nó easier to do, nó faster to apply, and it lasts longer than gel polish, hand dip. Oh, that's on the nail tech side. On the how about customer side? Customer side là nó không cần soak off every time, nó được feel, nó sẽ giữ lâu, nó không có nặng nữa, nó không có giống bột. Sometimes bột nó sẽ cứng, nó sẽ shrink cái nail chút xíu để nó có cái pressure đó. So khách nói là cái này nó không có feel được cái gì hết, nó feel very natural, very light. So cái này là cái benefit, chứ nó không có cái strong odor, nó không có nhiều chemical để cho cái nail bed của nó bị hư. So I think it's really good for natural nails. Ok, em chỉ cần dũa cái mặt móng, cái cuticle thôi. Và trên mặt móng thì mình chỉ cần buffer là được ha. Tại vì nó là gel, lúc mà mình đắp á, mình đã vuốt nó thì nó đã mướt rồi. Sometimes it's self-level a little bit too. Và nó dũa dễ hơn khi mà you bỏ top coat.
thêm một cái cách nữa để xài phải không? Yeah, tại vì sometimes mình vuốt mình không có biết nó bẩn hay không, tại nó cái này là clear, so cái top coat nó show up rõ ràng như nó cái chỗ mà mình đang cần làm cho nó smooth. Chị Sương nói là she bought a set already and she love it. Thank you. Now she wanted to send a poster. Chị Sương ơi, chị message vào trong Facebook của Nail Job giúp em là chị Sương cần cái poster của hybrid á, để mai tụi em email qua cho chị. Với lại chị nhắn cái email của chị vào giùm luôn ha. Tụi em sẽ email cái PDF file qua cho chị để chị in. Thì trong tiệm của mình á, nếu mà tiệm ai mà rộng rãi mà có cái tường lớn á, thì mình có thể ra ngoài office table in cái poster bự ra. Nó khoảng 39 đồng 99 cent. Theo cái size của tiệm mình để mà mình quảng cáo cho nó lớn. Còn cái tiệm em thì cái gì nó cũng nhỏ. Để trên bàn, để chỗ bàn ngồi của khách thôi à. Ok. You want them very poised just like this. That looks really nice. Đừng có poised quá. I think just like this. You're gonna poke your customer. Poke myself first. Okay. Poke me nữa. Có poke me nữa. Pokemon. Okay. Thank you, chị Sương. Thank you for the review. Nice. Looks so good. Cái này mà xài được rồi là em bảo đảm bị ghiền. Rồi sau khi xong thì mình cũng sẽ xài tiếp là cái alcohol ha. Vẫn là cái tờ giấy này. Đổ alcohol vào và chùi cho nó sạch trước khi mà mình sơn nè. Dạ, trong cái tiệm mình á, mình offer cuticle cleanup with hybrid gel. So bây giờ em thấy khách này không có nhiều cuticle, không có cuticle. So mình cứ skip cái step này. Nhưng mà sometimes mình push back cuticle nhiều, mình thấy mình phải làm sạch sẽ cho họ. Đúng rồi. Cái này thì mình sẽ không phải gọi là cut manicure mà mình chỉ just cuticle clean up. Cuticle clean thôi. Yeah. So you want the orange? I'm gonna do orange. No question. Em sẽ làm cái my mood change color nhá, màu 34. Cái màu màu cộng hồng cam cam dễ thương lắm. Show them how strong it is. Okay. Rồi. Cái này là mình làm treo lên ha. Nó là mood change mà. Cái tự động mình nó change hả? Không phải, cái tay của Si đang hot me cũng hot quá vậy. Hot. Sao after mà Ngân dũa xong mình Ngân too hot luôn, cho nên là cái màu nó change. Nhưng mà bây giờ nó đang ombre vậy. Dạ, yeah, khi mà cái móng người ta nóng nó thì nó sẽ ombre ra vậy. Cái này một lớp mình thấy màu rồi ha. Yes. Very very good cover. I like it. Rồi em sẽ làm một ngón nguyên móng diamond cho mấy anh chị coi ha. Để mọi người biết là cái này nè, mình làm đủ loại design nào mình làm cũng được hết. Nhưng tại sao cái tiệm mình chưa có cái bút cái này vậy? Tại vì tiệm mình chưa mua. Ok, giờ mai place order. Ok, bao nhiêu màu? 54 color. No, I'm just kidding. Tại vì cái này là sản phẩm mới nhất của mình, mới vừa có trong tuần này thôi. I just got back and bring this one. Nice. Yeah, we need it because summer is still here and people love mood color. And they can pick color for their actually, mood. Actually, not 54, but you have 108 color. Tại vì nó đổi màu. Nó có hai. That's right, you're good at advertising. 2 for 1. Yes. So you can advertise to customer that this gel buy one get one free. Sometimes you get three but ombre. Okay. Dạ có rồi chị Nga ơi. Đây cái mousse trên gel của mình, cái màu này rất là dễ thương luôn, màu số 34 ha. Cái pigment màu của nó đẹp lắm. Nó đậm đặc cái gì nè. Cái collection này cái tên nó dễ thương. My thương. Mood. My mood. I name it. You did. Yeah. It's your mood or my mood. Yeah, that's why when you tell your customer to pick out your mood today. Right. I like this mood. What you feel it's today? You feel some pink or you feel some black or something? It's a cute name. Nó có 54 màu chị. Okay, it's good now. Đó, sau khi mà nó đổi là nó ra nó màu sữa sữa giống vậy nè. Nó giống như là màu sữa sữa vậy đó. Wow, cái màu này nó popular lắm đó. Sữa sữa đó. Khách Mỹ trắng sẽ rất là thích cái màu này. Tại vì nó sữa sữa mà nó hồng hồng nữa. Nhưng mà Cindy thấy cái gel của My Moon nó dễ sơn ha.
Yeah. Không phải giống của hiệu khác, nó lợt với nó khó. Yeah. Tại vì nhưng đắp bột đẹp. Không phải, cái gel của mình nó không có quá tiết mà nó không có quá lỏng. Uh-huh. Cũng có khách nói là xài cái gel, em không biết là you didn't use the white and black gel yet. No. Very pigmented, but it's not thin. Uh-huh. Cái formula của journal của mình là nó đặc, cho nên là khi sơn thì mình sơn mỏng đầu tay thì hai lớp là cover đủ đẹp luôn. Đừng có sơn dày quá thì gel nào nó cũng sẽ bị wrinkle hết. Hơi đèn 30 giây ha. 30 giây thôi. I wish Cindy can đọc tiếng Việt nhưng mà không biết đọc. Không chưa biết nói nữa mà không biết đọc. Có thường không hay treo? Treo only thôi chị Hương. Nếu sơn trên móng thiệt có bền không Ngân? Sơn trên móng thiệt bền anh, rất là bền. Và cái này mới nói là quan trọng là tùy theo cái lớp base của mình á. Cái này là em tư vấn thiệt lòng hết tất cả mọi thứ mà mình hiểu luôn nha. Khi mà làm gel từ hồi xưa giờ là em chưa bị vấn đề với bất kỳ một hãng gel nào hết, là từ mắc tiền cho tới rẻ tiền. Chỉ có cái là mình thích hay không thích ở cái độ đậm đặc nó thôi. Nếu như mà mình thích nó đặc mà cái hãng nó bị lỏng thì mình xài mình phải làm 3 lớp mình mới vừa ý. Còn không thôi là cái độ bền của nó tùy theo cái cách apply của mình rất là nhiều. Và quan trọng là cái base á, nếu mà mình xài cái base mà mình apply nó chắc rồi á, cái màu nó chỉ nằm lên trên cái base thôi. Chóc hay không là chóc cái base chứ không phải là chóc cái màu. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ có thể design. Ở đây em có cái bông. có cái cầm lắc bông. Anh có cái bông màu hường này đi chung với cái mút gel này rất là đẹp. Thì bông này là bông 3D Premax, nó mỏng vậy nè, mỏng dính luôn. Thì em sẽ lấy một cái. Nó có một cái curve ha. Nó có cái curve chứ. Để nó bỏ lên cái móng của mình á, nó ôm theo cái móng vô nằm xuống vậy nè. Nếu mà nó flat thì nó sẽ bị lồi ra ngoài, nó bị rụng. Ok. Rồi. Em sẽ xài một tí xíu cái dạ thường em gắn bông 3D em gắn bằng acrylic nhưng mà ở đây không có acrylic cho nên là mình phải xài hybrid. Tại vì có cái hybrid là mình xài hybrid nó sẽ dính rất là chắc cho cái bông 3D. Thì mình sẽ lấy một tí xíu thôi. Mình không uống nhiều quá nó sẽ bị dư. Ấn xuống đây. Khi mà mình gắn bông 3D với hybrid đó. Rồi ha, ảnh lên. What finger you want? Any finger. She want everything on the middle finger. Mình xài glue gel được không nhân? Mình xài glue gel cũng được nhưng mà em xài cái hybrid. Gel của hybrid nó sẽ dính với cái gel này better hơn for sure. Yeah. Rồi, thấy chưa? Làm móng dài gì cũng hao hết mấy anh chị. Xài treo cũng hao. Sơn cũng hao. Mà giờ tới gắn bông cũng hao. Người ta có một cái bông là xong. Móng dài phải làm hai cái bông. Rồi, mình sẽ đi thêm một cục nữa bên dưới này ha. Nhưng mà nó đẹp là được. Còn hao thì khách trả tiền. Hồi ra là curry trả tiền. Carry. Nó nằm im quá ha. Tại vì nó có cái natural curve. Dạ, yeah, nó nằm, nó flat xuống đẹp lắm. Yeah. Rồi, hơi đèn giùm em. It's on. Ok. Có giá đặc biệt không? Bây giờ cái set hybrid của mình có giá đặc biệt đó chị. Bây giờ mình có đủ hàng, so we're doing the 4-piece. Nó có nhiều set lắm. Mình có một cái là nó có 4 chai, nó có 2 tube, 3 tube, 1 tube. So you can go online and see cái set. Ok, right. Can I see your nails? Rồi bây giờ qua cái ngón này thì mình sẽ xài glue gel để mà gắn hộ sòn ha. Dạ, gel này không cần primer. Tại vì cái base của nó đã build cái primer sẵn bên trong rồi. Tối nay là em không có cái cỏ ở đây cho nên là mình có thể xài cái silicone
để mà mình apply cái glue gel lên cũng được ha. You cover hết hả? Em cover hết nguyên móng. Cái glue gel này của mình là chỗ nào gắn hộp chỗ đó phải có glue gel. Đó, cái cách này mới là nói là giống với gel builder nè, cầm mà lắc qua lắc lại rồi vuốt vậy. Nó giống như gel builder hơn phải không? Bây giờ kêu em làm gel builder thôi cho em xin. Mình học cái đó khó quá, hồi xưa cũng có học mà thấy không có, nó hơi khó hơn. Chắc tại không quen. Dạ không, dễ hở hay không là do mình, là do mình làm, mình dũa đó chị. Nó giống như chan bột đó, mình dũa kỹ ra sao không bị hở. Còn mình dũa mà nó còn bột xung quanh á thì nó sẽ bị lift vậy lên. Nó sẽ bị hở lên, y chang như bột hả? Okay, now you come to Florida being richer with diamond all over. Rồi khi gắn cái này thì em sẽ chia sẻ luôn cái cách gắn ngày hôm nay ha. Gắn nguyên cái đường hộp từ trên xuống dưới. Xuống cái phần chính giữa này thì mình gắn nhỏ lại. Mấy anh chị thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái viền trước ha. Để cho cái móng của mình nó even. Tại vì nếu mà mình gắn từ trong gắn ra đó, một hồi ra cái viền nó dễ bị lõm chởm, nó dễ bị lồi lõm. Cho nên là mình sẽ đi cái viền trước. Và ở đây á, là em học xoàn thì thường em xài 3 size 8, 5, 16. Có size số 3 nữa, mà số 3 là chỉ để mình đi chen vào thôi. Còn bình thường là mình xài 8, 5, 16 nhiều. Số 3 là chỗ nào mà nó không có để được mấy hộp lớn nữa thì mới tới hộp số 3. Tại hộp số 3 nó không có cái... Nếu mà tính tới độ chiếu sáng của nó thì đương nhiên nó sẽ không bằng, tại vì nó nhỏ quá. Cho nên là mình sẽ ưu tiên cho mấy cái hạt lớn và trung bình trước. Mình đi cái viền ha. Cái này giống cái gắn của em đó chị, cùng loại của mình á. Rồi, cái hộp xoàn này là hộp một trong những cái set hộp xoàn của mình nè. Có cái này mình làm nhanh lắm, giống như là nó đã đổ ra sẵn hết rồi á. Mình chỉ cần nhắm mắt mà pick thôi. Mình đi vậy thì cái móng của mình, cái hộp của nó sẽ đều hơn. Nó có hở thì người ta cũng không có thấy, giống như là nó hở giữa hai bao hộp á, hai cái hộp mà nó ok. Có một hộp nó bị úp mặt xuống cho nên là phải dùng nhíp gấp lên. Trời ơi, đang rung mà còn bị dính hộp kiểu này, gấp ra đã luôn á. Rồi, đây là mấy cái lúc mà mình chen hộp số 3 và số 5 vào nè. Đó, nó ra cái móng của mình vậy. Rồi, mình sẽ cho hơ đèn lần nữa ha. Cái glue gel này em xài nó dính được rất là lâu. Mình xài đủ theo cái độ dày của nó đó. Nếu như mà mình xài hộp lớn thì mình để glue gel nhiều hơn, còn xài hộp nhỏ thì glue gel ít lại.
thì nó sẽ dính được bền lắm. Một ngón lấy bao nhiêu? Thường mà móng mà dài vậy thì một ngón là mình lấy cỡ 10, 12 đồng cho ngón. Học thường đó nha. Dài vậy cho em nghĩ lấy cỡ 12 đồng ngón. Ok. Dễ thương không? Rồi, vậy rồi mình sẽ sơn mình sẽ đi tí xíu hột sòn xung quanh hai cái ngón, ba cái ngón còn lại đi ha. Rồi mình sẽ sơn top coat luôn. Tại vì tối nay hột sòn này, hột sòn xinh của người ta cho nên nó dư giả. Dư giả làm nhiều. Rồi em sẽ đi xung quanh cái cuticle của mình nhé. Rồi. $25 một ngón hả chị Ngọc? Chị đang nói là một ngón hay hai ngón? $25 một ngón mà hột xoàn thường là em thấy mắc quá, không lẽ hai ngón tính 50 đồng thì đâu có khách nào họ mua, họ đâu có khách nào làm. $25 hai ngón thì ok. Ồ, $25 một ngón, wow. Vậy là trên dùng chị được giá quá trời luôn. Hàng chi bà chủ giàu. Dùng với em đây mà làm $25 ngón em sợ không ai làm. Cái chỗ nào mà có hộp sòn mình phải bỏ glue treo chỗ đó ha. Hàng chi mấy chủ neo miền Bắc giàu quá chứ giàu. Tại trên miền Bắc giá còn ngon quá. Giá dưới vùng miền Nam dưới đây riết rẻ khiếp. Ở Florida em ở Tampa chị. Rồi mình đi về hai góc đó thì mình sẽ đi cái hộp nhỏ lại để cho nó ôm vào. Đó, cái cây này em đang xài của này nè. Cái này là của Shin Beauty. Màu nó rất là đẹp ha. Rồi, sau khi xong á, nè, cái này là cái mọi người lưu ý giúp em ha. Khi gắn hột xoàn xong á, em sẽ dùng cái hai lấy cái tháp cái top của tháp treo. Nó ngồi lẹo lưỡi. Cindy kêu nó 10 lần tháp. Mình sẽ đi top coat luôn ha. Thì mình sẽ vuốt xung quanh cái cuticle, cái không phải cuticle, xung quanh cái dòng hột sòn vuốt xuống cho nó mỏng xuống. Rồi cái này mình cũng sẽ đi top luôn, mình đi xung quanh cái viền vậy nè. Rồi, vuốt đều xuống. Rồi cho hơi đèn. Hello Yến, hai chị Tara. Rồi bây giờ em sẽ cần một miếng nước. Có cái bình spray thôi. Nước này, mình xịt đó.
Thấy cái link orange chút cho nhúng vô. Oh, no. You can turn. Rồi bây giờ mọi người sẽ coi cái final của mình ha. Dầu trễ quá rồi Vicky ơi, không có cơ hội chặt chém. Rồi. Yep, you can take them out. Rồi cái này cái top này thì mình không cần chùi, nhưng mà tại vì em muốn nó hơi lạnh tí xíu để mà nó thành cái ombre á, cho nên là mình xài tí xíu cái này ở đây. Cái đèn nó nóng quá thì mình để tí xíu cái alcohol lên để cho nó lạnh. Tap top khác với crystal top hả? I think she should put her hand in here. Rồi, mọi người thấy là nó muối, nó đổ từ từ ha. Để cái nước này lên cho nó lạnh, nó đổ liền nè. Yeah. Ở đây không có nước đá, đó. Nhầm nhở quá. Rồi nhiều chuyện nhau nhở quá hả mấy anh chị. Rồi mọi người thấy là nó mướt lên nhìn đẹp không? Đó, ra cái màu. Cái đây là cái hybrid gel của mình, làm rất là nhanh luôn. Một bộ này mình làm tích tắc là xong, làm được design đủ thứ đủ kiểu sơn gel bình thường. Cái này là cái hybrid gel chị Ngọc, đây nó đây. Cái này không phải là bột nha, hôm nay em không có làm bột, em làm gel. Mình nó ra giống như vậy nè. Bộ này giá bao nhiêu hả? Ok, bây giờ mình tính ha. 65 đồng là bộ móng. 65 đồng là bộ móng thôi đó. Tiền gel là 15 đồng nữa là bao nhiêu? 75. 75 rồi đúng, 2. 65 với 15 là 80. 60, 70. 70. Thấy không? No, 80 à? Oh sorry. 80 với hai cái ngón này thì em lấy, nếu mà đi chung nguyên set thì hai ngón này em lấy 20 thôi là 100. Last week đó mình lấy cái này là 25 đồng là đúng rồi đó. Ngón đó hả? Yes. So vậy, I'm gonna go to Las Vegas and stay there work. Ok, 25 nữa là nhiêu? 105. Hai ngón này nữa, hai ngón bốn cái bông. Bốn cái bông này là em tính ít nhất cũng phải là 15-20 đồng. Dạ. Yeah. Bớt chút xíu đi, tại vì nó làm nhiều quá. 100 nhiêu rồi? 105. 20 là 125. 25 với mấy cái ngón này nè, ba ngón này em cho tính 5 đồng thôi, 130. Thì mình có thể tính around từ 101 tới 130. Tùy theo cái giá custom design is whatever mình muốn làm á, mình cho nó một cái giá and then we stay between cái giá nó comfortable. So if I ask them, do you want custom nail design, and I say what's your budget, if I hỏi cái budget của họ nữa, so cái budget của họ là nó nói là 150 đi, I said okay, thì mình làm thêm nhiều hộp xoàng, nhưng mà phải nó nói là cái budget bữa nay mình em có là 120 thôi, so em biết là 120 em có cái khả năng là em làm cho nó cái thời giờ nữa để em làm. So mọi người cứ xem cái này đẹp quá trời luôn. Wow. So cái bộ của tap thì mình đi là một cái tube clear, một cái cọ for hybrid gel, cái pusher, cái này là kêu là stone pusher, push cái cuticle, base gel, như một cái tap. Top gel clear, cái này no clean, cái này không cần chùi. Nhân chạy đi đâu rồi? Chắc Nhân chạy đi lấy nước, lấy nước lạnh để cho mình coi rõ cái mood changing color. Ok, so bây giờ để xin đi bỏ thêm chút xíu cuticle oil. Xong hết đó, em thích bỏ cái cuticle oil giống vậy nè. Bỏ chút xíu sơ sơ. Đây đi. Okay, nhìn nó thấy không có khô. Wow, quá sáng luôn.
Rồi em sẽ cho coi cái màu nó đổi trong nước nóng và nước lạnh ha. Mm. It's gonna look beautiful. Nice. Rồi cái này, ok curry. Cái này là em sẽ bỏ nước lạnh nhé. Khi nhúng vào cái màu của nó, mấy anh chị nhớ cái màu sữa sữa này rất là đẹp phải không? Can you dip your whole hand in? Yeah. Take out. Oh, dễ thương chưa? Cái này là mình nhúng vào mình lấy ra liền, nó ra ombre giống vậy nè. Thôi để vậy luôn đi, khỏi nhúng rồi. Tại vì nó đẹp quá, hồi nãy mấy anh chị thấy nó nóng làm sao rồi, bây giờ nó ombre đẹp quá cho nên tới nóng thì nó biến màu trắng thôi phải không? Nóng thì nó ra thành màu sữa. Còn nhúng vào cái nước lạnh mà lấy ra liền thì nó sẽ ra ombre giống vậy. Đó, cho nên là nhúng xong thấy đẹp quá. Em lấy hai bình nước, bình nóng, bình lạnh định cho mấy anh chị coi coi nó nóng lạnh nó đẹp cỡ nào mà nhúng cái nó đẹp quá cho nên ngưng luôn. Rồi đây là cái màu của mình, màu mút kèm với hybrid gel. Thì anh chị nào mà trong tiệm nếu muốn build cái tiệm mình không có mùi chemical nhiều, hoặc là cho thêm một cái dịch vụ mới cho những khách hàng khó chịu không có chịu xài acrylic á, thì đây là cái mà mọi người sẽ rất là mê, hybrid gel. Tại bên kia đâu, before and after. Ngân dùng base gel từ lúc đầu chị. Đừng đưa tay before vô tối đó. Tối này phải làm một bên kia rồi. Tối này về bác Cindy làm bên kia nha. Không có được nhủ rồi. Không được nhủ rồi. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Mọi người. Rồi thank you so much and good night. Have a good night. Bye.